Nhiều ngõ nhỏ, hẻm nhỏ là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho công tác cứu nạn cứu hộ khi không may có hỏa hoạn xảy ra tại các khu dân cư. Chính vì thế, tại tỉnh Gia Lai, việc duy trì và nhân rộng mô hình điểm chữa cháy công cộng đã cho thấy nhiều tín hiệu tích cực trong việc chủ động nâng cao ý thức người dân về công tác phòng cháy chữa cháy tại những nơi xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khó có thể tiếp cận được. Các thành viên tham gia mô hình chủ yếu là những người dân sinh sống tại khu dân cư đông đúc, không chỉ được trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu để người dân dễ tiếp cận và sử dụng khi có sự cố cháy nổ xảy ra, mà các thành viên của mô hình điểm chữa cháy công cộng còn được tập huấn nhiều kỹ năng biện pháp phòng cháy chữa cháy. Ngoài 46 điểm chữa cháy công cộng, hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn có 76 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, 9 mô hình tổ dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy. Các mô hình đều phát huy hiệu quả trong việc nâng cao kiến thức hiểu biết để người dân chủ động cùng ngành chức năng ứng cứu khi hỏa hoạn xảy ra. Qua đó góp phần chủ động phòng ngừa, làm giảm thiểu các sự cố cháy nổ xảy ra tại khu dân cư, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Được phường và các cấp chính quyền đã tổ chức cuộc tập huấn phòng cháy chữa cháy của tổ dân phố, thì tôi tới đây thì tôi thấy là cái cuộc tập huấn này cũng giúp ích cho bà con khu phố là nắm bắt được những cái phòng cháy chữa cháy, giúp giảm cái thiệt hại của những đám cháy thường xảy ra ở khu dân cư. Thì trong cái quá trình được học tập cái buổi tập huấn hôm nay thì chúng tôi cũng nêu cao ý thức phòng cháy chữa cháy, và nếu như có xảy ra đám cháy thì chúng tôi sẽ kết hợp với nhau và cũng có kiến thức để dập tắt đám cháy, rút bớt cái thiệt hại cho bà con trong khu phố. Trong năm 2022, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ toàn tỉnh đã tổ chức trên 13.000 lượt tuyên truyền lưu động và trên loa phát thanh tuyên truyền trực tiếp trên 1.300 buổi. Không chỉ hướng dẫn đến đối tượng người dân sinh sống tại các khu dân cư, thời gian qua việc nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho các em học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường cũng được các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai chú trọng. Theo đó, dưới nhiều hình thức khác nhau, các em học sinh được trực tiếp thực hành các kỹ năng thoát hiểm, các biện pháp bảo vệ bản thân, xử lý tình huống khi có hỏa hoạn xảy ra, đặc biệt là biết cách sử dụng các phương tiện cứu nạn, cứu hộ phổ biến. Những hoạt động ý nghĩa không chỉ dành cho học sinh mà còn góp phần tuyên truyền rộng rãi đến phụ huynh và giáo viên nhà trường, bởi vì trước những tình huống khẩn cấp, tự biết cứu mình khỏi nguy hiểm cũng là một kỹ năng quan trọng. Lưu ý ở đây, các trong tất cả các biện pháp cứu nạn cứu hộ cũng như chữa cháy, thì điều đầu tiên mình cần phải lưu ý đó là về cái mình phải thật sự bình tĩnh khi mà gặp sự cố, phải bình tĩnh, sau đó mình triển khai các cái kỹ năng, sử dụng các kỹ năng một cách đúng kỹ thuật thì mới đạt được hiệu quả. Mình chỉ cần thực hiện sai thì sẽ, thứ nhất là sẽ không có hiệu quả, thứ hai sẽ nguy hiểm cho nạn nhân. Và một số lưu ý đối với trong công tác chữa cháy, cụ thể chữa cháy bình ga đây, thì lưu ý ở đây là chúng ta phải chọn ở đầu hướng gió là thứ nhất. Và thứ hai là khi phun, chúng ta phải phun vào gốc ngọn lửa, vì phun không đúng gốc ngọn lửa thì ngọn lửa sẽ không được dập tắt. Thì những kỹ năng này các cháu vẫn hoàn toàn có thể áp dụng được trong tình hình thực tế. Nếu xảy ra sự cố nào đó thì các cháu vẫn có thể xử lý được vụ cháy, chữa cháy đối với các đám cháy nhỏ. Cũng rất lâu rồi nhà trường học sinh mới được trang bị kiến thức thực tế như thế này. Còn ở trong trường học thì các cô dạy, nhưng mà đúng là cũng chủ yếu là trên lý thuyết. Còn lại để mà thực hành thật như hôm nay thì đúng là cũng rất lâu rồi, thì hôm nay học sinh mới được trải nghiệm. Và qua cái bài học ngày hôm nay thì chắc chắn là các em về nhà, các em sẽ áp dụng cái kiến thức được học ngày hôm nay vào cuộc sống rất là tốt. Bởi vì ví dụ như sử dụng điện ga thì đúng là gia đình nhà bạn nào cũng có ga, nhưng mà khi mà xảy ra cái việc cháy như ngày hôm nay thì chắc chắn là trước đây các em sẽ không biết cách xử lý, chỉ trên lý thuyết. Còn hôm nay thì qua cái bài học ngày hôm nay thì về nhà chắc chắn là các em sẽ sử dụng rất là tốt vào cái cuộc sống của mình. Nâng cao hiệu quả về phòng cháy chữa cháy chính là trách nhiệm của mỗi người dân, của mỗi tổ chức, đơn vị và địa phương. Bởi khi thêm một người hiểu biết và có kỹ năng về phòng cháy chữa cháy thì sẽ góp phần giảm bớt đi thảm họa và thiệt hại do cháy nổ gây ra.